Em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại video 433 của kênh em. Thì video tối hôm nay em sẽ lên cho các anh rất là nhiều mẫu cần cắm gốc nha. Cắm gốc này các anh câu dứt hoặc mình câu bè đều được nè. Và sau thì sẽ có một mẫu cần một khúc bạo lực và có cả cắm gốc luôn. Và dạng câu bạo lực cho các anh câu chì nha, tải chì nè, câu đáy. Và cuối cùng thì sẽ có một cây lua, lua ken đáp nha các anh. Và cây này thì cần lua dạng lua rút nè và dạng khoen khoen xích luôn. Và cái này độ mới cao nha, độ mới của nó trên 85-90%. Và đầu tiên thì sẽ có một vài mẫu máy. Máy nha các anh, size thì từ 3-4 nghìn cho tới 10 nghìn nè, cho các anh câu đa dạng nha, đơn ngâm lăng xê này, câu đa dạng. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn máy là 30 và đơn cần là 40 nghìn một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Và các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên màn hình, hoặc là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên nha, đầu tiên là một con máy hàng China xuất Nhật này. Con này dòng Handy 3000. Và size thực của máy thì khoảng tầm 3000 nha các anh. Hàng China xuất Nhật. Thân máy sẽ là carbon và cối là cối nhựa mũ này. Cối nhựa nha. Mô bin sóng, lưỡi gà đầy đủ. Gạt cước nhạy và con lăn cước vẫn còn sáng. Size thực 3000 cho các anh. Những dòng hôm nay em lên thì tay quay đều đổ trái phải được hết ạ. Con này có ratio là 4.8 và thông số cước, cước 3 vào được 170, cước 4 vào được 140 và cước 5 vào được 120. Tiếng lưỡi gà rất là bén nha, gạt cước nhạy. Và đây mà các xem hoạt động của máy. Một chiều chốt chặn. Còn đây là hai chiều. Này, một chiều, hai chiều mượt mà luôn nha. Mã số 1 giá là 120. Máy mã số 1 giá 120.000. Và tiếp theo là mã số 2. Số 2 sẽ là một con máy hãng Suyumi ạ, dòng FF500X, hàng Korea xuất Nhật. Và size thực của máy thì khoảng tầm là 4.000 nha các anh. Đơn ngâm lăng xê đều được hết này. Con này thân sẽ là carbon, cối nhựa mũ nha. Mô bin sóng, lưỡi gà đầy đủ luôn. Gạt cước nhạy. Và con lăng vẫn còn sáng đẹp. Tay quay có thể đổi trái phải này. Và con này ngoại hình rất là tốt, trên 90%. Và thông số cước của máy, cước 4 vào 200, cước 5 150 và cước 6 vào được 100m. Ratio ghi sẵn là 3.7 ạ. Và đây là hoạt động nha các anh. Này, hoạt động một chiều có tiếng kêu nha. Còn đây là hai chiều. Này, một chiều, hai chiều của máy rất là mượt mà luôn. Mã số 2 giá 250.000. Máy mã số 2 giá 250.000. Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 sẽ là một con máy Shimano dòng MixZ800 ạ. Size của máy cũng là size 4.000 nha các anh. Con này thì hàng Japan rồi. Máy full hợp kim, tay quay kim loại luôn ạ. Cặp gọn được này. Mô bin sóng, lưỡi gà đầy đủ. Gai cước nhạy và con lăn cước máy còn sáng nha. Size được 4.000. Và ratio ghi sẵn là 3.4. Và thông số cước, cước số 3 sẽ vào được 320, cước 4 vào được 220 và cước 5 vào được 170 ạ. Tay quay có thể đổi trái phải. Và một chiều có chốt chặn nha các. Này, máy hoạt động một chiều có tiếng kêu này. Còn đây là hai chiều. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt ạ. Và mã số là số 3 giá 330.000. Máy mã số 3 giá 330.000. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 sẽ là một con máy đa qua. Đa qua nha các anh. Con này là dòng Crest 3005. Size thực của máy cũng size khoảng tầm 3500 nha. Kết hợp cho các anh câu đơn, ngâm. Và mình lua lóc, lua chẽm. Dòng này lua thì nhẹ nha. Lua rất là nhẹ, máy chạy 4 bạc đạn luôn. Hỗ trợ các anh tải cá khỏe này. Và con này là hàng Việt Nam xuất Nhật. Nước sơn của nó thì có đi theo 5 tháng nha các anh. Này, hàng bãi không tránh khỏi này. Nhưng mà máy thì vẫn còn rất là mượt mà này, rất mượt. Mô bin sáng, lưỡi gà đầy đủ luôn. Gạt cước tốt. Và con cước vẫn còn sáng đẹp ạ. Sáng bóng luôn nha các anh. Còn xoay được. Và đây là hoạt động của máy. Một chiều có ABS nha. Quay không xào không lắc nè. Rất là nhẹ. Còn đây là hai chiều. Này, máy hoạt động không có tiếng kêu. Size thực 3.000 năm. Và mã số là số 4 giá 470.000. Máy mã số 4 giá 470. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 sẽ là một con máy của hãng Diamond ạ. Diamond dòng Tucker.
Silver 2 nha các anh. Và size thực máy cũng size khoảng tầm 4.000. Size to nè, tầm 3.000 năm 4.000 nha, hàng Korea xuất Nhật. Thân sẽ là thân carbon, cối kim loại. Này, diamond. Màu pin sóng luôn, lưỡi gà kê rất là bén nha các anh. Và gạt trước còn nhạy, còn lăn sáng nè. Này, màu đen bóng. Và thông số cước sẽ là cước 3 vào 200, cước 4 150, cước 5 vào đục 120. Máy chạy 3 bạc đạn và ratio ghi sẵn là 5.1 nha. Tay quay kim loại, gập gọn được. Và con này ngoại hình khá là tốt. Ngoại hình còn trên 85% ạ. Ngoại hình máy rất là tốt nha. Con này là 2 chiều. Tay quay trái phải đều được luôn nha các anh. Mã số 5, giá 350. Máy mã số 5 nha, giá 350. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 sẽ một con máy của hãng Alpha Tiger. Alpha Tiger dòng Avenger SX 4000, size thực 4000. Đơn ngâm lăng xê, câu ao hồ, sông suối đều được ạ. Con này thân sẽ là carbon và cối của nó là cối kim loại nè. Để mời các anh xem Alpha Tiger nha. Máy chạy một bạc đạn, tay quay kim loại, gập gọn được. Và ratio ghi sẵn là 4.5. Ratio 4.5. Thông số cước, cước 3 sẽ vào được 200, cước 5 vào được 120 và cước 6 vào được 90 ạ. Một chiều chốt chặn đầy đủ và máy hoạt động đây, không có tiếng kêu. Không tiếng kêu cho các anh nha, còn đây là 2 chiều. Nhẹ mượt nha các anh, máy còn đẹp luôn, con này trên 80-85%. Và mã số là số 6 giá 350.000. Máy mã số 6 giá 350.000. Tiếp theo là mã số 7, sẽ một con máy khoảng Ryobi nha. Ryobi dòng Carbon Win DX 4000, size thực máy size to nha các anh. Con này size thực khoảng tầm 7-8.000. Dòng này thì kết hợp cho các anh câu lục cyber này, đánh biển nha, đánh biển thì nó sẽ kháng mặn tốt, cối của nó cối carbon. Con này thì toàn thân carbon luôn nên kháng mặn rất là tốt nha các anh. Này, hòa các anh đánh bạo lực săn cá lớn. Hàng Japan nha. Full carbon, ratio ghi sẵn là 4.3. Và thông số cước, cước 5 vào 209, cước 6 203 và cước 7 vào được 200m. Ngoại hình máy rất là sáng ạ. Con này còn trên 85-90%. Sáng đẹp nha. Tay quay kim loại luôn, hoạt động không xào không lắc này. Và đi kèm dây dù BE nha các anh. Đây, đầy cuộn luôn. Thì cái tiền dây dù này các anh cũng biết rồi, 100m dây dù thì cũng hơn 200.000. Này thì tiền dây dù nó cũng bằng một nửa tiền con máy rồi nha các anh, hoặc là hơn luôn. Thì bên em máy về tình trạng mà em để như vậy em bán nha. Bán máy chứ không phải bán dây dù. Rất là mượt mà. Và mã số là số 7. Giá con này 570. Máy mã số 7 nha, giá 570.000. Tiếp theo là mã số 8, sẽ một con máy đa quay dòng Jupiter F 4500 ạ. Hàng China xuất Nhật nha các anh. Và size thực size to này, size 5.000. Con này size tầm 5.000 nha. Và thông số cước là cước 5 vào 250, cước 6 200, cước 8 vào được 150m. Này size thực 5-6.000, các anh đánh lục, câu biển thoải mái. Máy full carbon, mô pin sóng luôn, lưỡi gà đầy đủ. Và cước vẫn còn nhảy và con lăn cước của máy đây, sáng đẹp nha, máy chạy bạc đạn. Xài thực 5-6.000. Hoạt động không sao không lắc, không có tiếng kêu ạ. Còn đây là 2 chiều. Một chiều, 2 chiều nhẹ mượt nha các anh. Đai quay nè, tay quay trái phải đều được. Và mã số là số 8, giá con này là 350.000. Máy mã số 8 giá 350.000. Tiếp theo mã số 9. Số 9 là một con máy đa quay, con này size to nha các anh. Size to, size khoảng tầm 12-14.000. Lên so với con máy 8.000 cho các anh xem. Cái cối của nó rất là to nha. To chỉ là ở phần cái cối nữa, cối được cướp được bao nhiêu nha. Thì, máy đa quay dòng XT909000B nha. Và con này là hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Máy full carbon, size thực khoảng tầm 10-12.000. 10-12.000. Câu biển, câu lục xa bờ thoải mái nha các anh. Hay cục bạo lực đều được. Cước 10 của nó sẽ vào được 220, cước 12 vào 190 và cước 14 vào được 160. Cuối cùng cước 16 sẽ vào được 140.
Đài quay nha, đài quay hàng Đài Loan nè. Gạch cước nhạy, con lăn sáng, một bên sóng luôn, lưỡi gà rất là bén nha các. Size thực to này, size 10.000, 12.000. Một chiều có chốt chặn và tay quay của máy là tay quay kim loại nha, gập gọn được. Một chiều hoạt động có tiếng kêu. Và đây là hai chiều. Một chiều, hai chiều hoạt động tốt luôn, không sao không lắc. Mã số 9 giá 550. Máy mã số 9 giá 550.000. Con này đánh biển tốt nha các, không sợ muối ăn. Và tiếp theo mã số 10 sẽ một con máy Daiwa Spotlight ST2000. Size thực của máy là size 4.000. Con này hàng Japan. Máy full hợp kim, tay quay kim loại luôn ạ. Này, tay quay của nó đây, gặp được nha các. Và thông số cước ghi sẵn cước số 3 và 440, cước 4 310, cước 5 250 và cước 6 vào được 200m. Size thực tầm 4.000 ạ. Đơn ngâm lăn xê thoải mái nha. Tay quay các anh có thể đổ trái phải nè, máy chạy bạc đạn luôn. Có chốt chặn, máy hoạt động rất là khỏe nha, không sao không lắc. Còn đây là hai chiều. Cái cố thì có đi theo năm tháng nha các anh, nên là nó có xây xước nè. Có xây xước nhưng mà có đi kèm dây dù BE cho các anh nha. Một pin sóng. Và mã số là số 10 giá 320. Máy mã số 10 giá 320.000. Và tiếp theo mã 11 con máy cuối này. Và tiếp tục là mã số 11 nha các anh. Là một con máy hàng China xuất Nhật nè. Con này dòng Achire Spin AS6000 nha. Và size thực của máy thì size khoảng tầm 7-8.000. Size to này. Radio ghi sẵn 4 chấm. Và thông số cước số 6 sẽ vào được 240, cước 8 vào 170m. Này size thực 7-8.000 luôn. Này 6.000 là tên máy nha các anh, không phải cứ tên là sẽ là size của nó đâu. Này, các anh tham khảo kỹ giúp em. Mô pin sóng này, lưỡi gà đầy đủ, gạt cước nhạy và con lăn đây vẫn còn sáng nha. Radio 4 chấm. Tay quay có thể đổi trái phải và ngoại hình của máy còn được khoảng tầm 80%. Có một chiều chốt chặn và hai chiều đầy đủ. Con này thì hoạt động tốt, không xào không lắc nha. Và mã số 11 giá là 220. Máy mã 11 giá 220.000. Và tiếp theo thì em sẽ vết lên cần. Cái đầu tiên nha, một cây cần cắm gốc này. Cái này thì các anh câu dít mà mình câu bè đều được nha. Này, câu dít câu bè đều được. Cây này là máy ngang. Và chiều dài là 1m8, độ cứng 20 ạ. 1m8, độ cứng 20, hàng China xuất Nhật. Này, bát đây. Bát Fuji, dạng bát vặn. Máy ngang nó sẽ có tay cò nha. Cây này của hãng Alpha Tucker. Đây, dạng cần cắm gốc cho các anh. Cắm gốc máy ngang nè. Và dạng khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji. Fuji nha các anh. Cây này thì Fuji xứ xích nè. Nguyên dạng khuyên xích luôn. Nguyên dạng khuyên xích cho mình. 1m8, độ cứng 20. Và ngọn cần là 1.2 ly, trọng lượng sẽ là 183g. Mã số 1 giá 650.000. Còn mã số 1 nha, giá 650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 là một cây cắm gốc máy ngang luôn ạ. Cây này của Alpha Tucker. Chiều dài cần 1m9 nha. 1m9 và độ cứng của nó là 15-80. 15-80 thì nó khoảng tầm độ cứng này khoảng tầm 30 nha các anh. 30-50 cho mình nè. Nó khoảng tầm giữa đấy thì khoảng tầm là 40. Này, bát đây. Bát Fuji dạng bát vặn. Đây cầm cánh ngút. Và khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji xứ xích nha. Dạng khoen dạng cánh bướm này. Nhưng mà cây này thì này, dính bụi bẩn nha các anh. Lâu ngày này nên là nó hơi cũ một tí. Về vệ sinh là được. Dạng khuyên Fuji, dạng khuyên cánh bướm luôn. Và ngọn cần sẽ là 1.4 ly, trọng lượng 122g. Mã số 2, giá của cây này là 700.000 nha. Alpha Tucker, mã số 2 giá 700.000. Tiếp theo mã số 3 sẽ một cây cần cắm gốc plastic nha các anh. Plastic nè, và chiều dài cần là, cái này có chiều dài là 1m92 ạ. Này, 1m92 nha các anh. Và độ cứng của nó khoảng tầm là 10-60. Khoen đi kèm cũng là khoen xích nha. Hôm nay có rất là nhiều cần khoen xích. Fuji xứ xích này. Bát là bát Fuji, bát vặn luôn. Máy ngang nó sẽ có tay cò. Máy mình đặt phía trên nha, nên dàn khoen cũng sẽ ở trên hết. Đây mà các anh xem, các đường chỉ đây. Và chiếc keo vẫn còn rất là chắc chắn luôn. Ngọn cần sẽ là ngọn 1.3 ly.
ngọc 1.3 ly và trọng lượng là 123 gram. Mã số 3 giá 700 nghìn. Cần mã số 3 giá 700 nghìn ạ. Tiếp theo mã số 4 sẽ một cây cần cắm gốc nha các anh, Alpha Tacker luôn. Và cây này có chiều dài là 1m5, độ cứng 100 ạ. 1m5 cứng 100 này. Cần dít nha, cho các anh câu dít biển hoặc mình câu bè đều được. Cây này thì máy đứng. Bát là bát Fuji, bát vặn. Cây này ngoại hình rất là mới nha các anh, mới trên 90% luôn. Sáng bóng ạ. Này độ cứng 100 nha. Khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji lọ xứ xích. Này dạng khoen Fuji xứ xích, ngọn 1.7 ly và trọng lượng cây này là 248 gram. Mã số 4, giá cần là 790 nghìn. Cần mã số 4 nha, giá 790 nghìn. Khoen Fuji xích luôn ạ. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 sẽ là một cây cần cắm gốc. Cây này thì máy đứng nha các anh. Này một cây cắm gốc máy đứng ạ. Và cây này có chiều dài là 1m8 nha các anh. Độ cứng của nó khoảng tầm 30. 1m8 độ cứng 30. Bát là bát hãng, bát vặn nè. Và tay cầm cán mút. Cây này ngoại hình cũng khá là tốt, trên 85-90% nha. Này cần chất liệu carbon ạ. Em quên báo. Và khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji loại xứ xích. Dàn khoen Fuji xích ạ. Ngọn của cây này là ngọn 1.8 ly và trọng lượng sẽ là 266 gram nè. Độ cứng 30 nha. Trọng lượng 266 gram. Mã số 5 giá 550 nghìn. Cần mã số 5 giá 550 nghìn. Tiếp theo mã số 6 là một cây cắm gốc máy đứng ạ. Cây này thì có chiều dài là 2m1, độ cứng 50, hàng China xuất Nhật. Này của hãng OGK nha các. Máy đứng. Bát của nó là bát hãng, bát vặn luôn. Và tay cầm đây, cán mút. Mút cứng. Khoen đi kèm sao khoen hãng. Cái này thì khoen hãng nha. 2m1, độ cứng 50. Khoen hãng và ngọn cần là 2.6 ly, trọng lượng sẽ là 288 gram. Mã số 6, giá cái này 500 nghìn. Cần mã số 6 giá 500 nghìn. Tiếp theo mã 17 là một cây lua cắm gốc ạ. Lua cắm gốc của Micrograb nha các anh. Đây mời các anh xem. Micrograb nằm vào cây này có chiều dài là 1m8, độ cứng L. Dít của nó là từ 60 đến 150 gram nha. Còn đây là thông số tại dây BE nè, từ 0.6 đến 1.5. Đây, Micrograb. Bát Fuji. Bắt vặn nha các anh. Và tay cầm cán mút. Metrograph thì thường nó sẽ có hai bản nha. Một là hàng China xuất Nhật và hai là hàng Việt Nam xuất Nhật. Đây hàng cao cấp nha các anh, không phải là hàng xuất Việt Nam. Vì xuất Nhật nó sẽ theo quy chuẩn của Nhật nha. Khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji xứ đen ạ. Khuyên hai chân hết. Khuyên Fuji xứ đen. Ngoại hình nước sơn của cần còn được khoảng tầm 85%. Ngọn 2 ly, trọng lượng 107 gram. Và cái này mã số 7, giá là 1.050.000. Lua cắm gốc Micrograb nha. Mã số 7 giá 1.050.000. Này cái này nó ghi độ cứng L, nhưng mà khi các anh ráp cần vào á, mình vẫy nó cũng không có quá mềm đến L đâu, nó khoảng tầm L đến ML nha. Micrograb ạ. Mã số 7 giá 1.050.000. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 thì em thanh lý một cái ngọn của một cây cần cắm gốc nha. Cái ngọn này thì thích hợp cho các anh đánh bạo lực nè. Đây, đánh bạo lực luôn. Săn hàng, cá lớn, câu chì, tải chì cao nha, câu đáy. Cái này có chiều dài là 1m95 ạ. Độ cứng của nó là độ cứng H, là tầm 250 đến 400 nha. Độ cứng rất là cao nè, cần cắm gốc. Hàng Mỹ nha các anh, Made in USA, Mỹ xuất Nhật. Đây thì nó bị rơi mất cái phần gốc nha, nên thanh lý cái ngọn phía trên này. Đây, sáng bóng hết, cây này thì còn khá là mới. Ở đây còn nguyên siêu chưa bóc luôn này. Và độ cứng của nó rất là cao. Đây, cứng ngắt luôn nha các anh, ngọn to. Ngọn của cây này 6.6 ly nha. Và dàn khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji xứ xích ạ. Dàn khoen chân biển này, Fuji xứ xích nha, đầu bu cũng vậy. Đầu bu cũng là đầu bu câu biển luôn. Và ngọn cần sẽ là 6.6 ly, trọng lượng 464 gram. Mã số 8 và giá cây này là 1.2 triệu nha.
cái ngọn cần nha các anh, ngọn cần cắm gốc này, mã số 8 giá 1.200.000, có đi kèm túi. Và tiếp theo mã số 9. Đây mã số 9 là một cây cần 2 khúc, cây này thì họ đã độ lại nha. Và chiều dài thực bây giờ của nó còn khoảng tầm là 2m5 ạ. 2m5 nha các anh. Này nó quấn chỉ quấn kim tuyến này, chích keo toàn thân hết. Chiều dài thực là 2m5 và độ cứng của cần khoảng tầm là 50. Cây này độ cứng tầm 50 ạ. Khuyên đây, mở các anh xem. Khuyên Fuji Xích, dạng khuyên lá nha. Này Fuji xứ Xích. Khuyên lá này. Và bát sẽ bát Fuji chữ vàng, dạng bát vặn. Và tay cầm của nó là cái mút luôn. Cái này thì ngoại hình tốt, còn khoảng tầm 85-90%. Lá toàn thân nha. Ngọn 2 ly trọng lượng xa 457g, mã số 9, giá cần 650.000. Còn mã số 9 giá 650.000 ạ. Và tiếp theo mã 10. Mã 10 là một cây cắm gốc nha các anh. Nhưng mà cái này nó bị oxy hóa nè, lâu ngày bị oxy hóa nên giờ nó thành một khúc nè. Anh nào mạnh tay á, mình về mình tháo giúp em nha. Này. Và chiều dài của cần xa 1m6, độ cứng 200. 1m6 cứng 200 này. Khoảng NGK. Và bát sao bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm được bọc da nha, rất là chắc tay. Này, các anh chỉ cần vặn cái ốc này và mình tháo rời ra, cần cắm gốc nha. Và khuyên đi kèm sẽ là khuyên chân quỳ, khuyên sứ xám ạ. Khuyên Fuji sứ xám, dạng khuyên chân quỳ cho các anh câu biển. Và ngọn của cái này ngọn 3.7 ly, 1m6, độ cứng 200. Và trọng lượng cần là 596g, mã số 10, giá cái này 600.000, chất liệu carbon ạ. Mã số 6 nha, giá 600. Và tiếp theo mã số 7 sẽ một cây cần một khúc luôn ạ. Một khúc chiều dài 1m6, hàng Kore xuất Nhật ạ. Cây này độ cứng của nó độ cứng H nha, khoảng tầm 250-300 luôn, độ cứng cao nè. Rất cây nha các anh, cần một khúc 1m6, kết hợp cho các anh tải chì to nè, câu đáy, tay cầm đây, rất là êm tay. Và bát của nó bát Fuji, bát vặn nha, tay cầm cái mút. Khuyên đi kèm là khuyên Fuji sứ đen, dạng khuyên chân quỳ luôn ạ. Này, Fuji sứ đen. Nước sơn của cần còn được khoảng tầm 80% nha. Thì cây này đánh biển nè, đã qua đánh biển nè, nó chân khuyên nó có bị muối ăn nha các anh. Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến sứ bên trong nha. Mình ra dây là ra ở sứ nè, không ảnh hưởng. Và trọng lượng xa 437g, ngọn 4.1 ly. Mã 11 giá 600 ạ. Mã số 11 giá 600.000. Và tiếp theo mã 12. 12 là một cây cần một khúc luôn ạ. Cây này có chiều dài 1m8, độ cứng M, tải cá của nó từ 15-30lb nha. Một khúc. Phôi đây, phôi xoắn caro nha các anh, rất đẹp luôn. Chiều dài 1m8. Và bát sẽ bát Fuji, dạng bát vặn, tay cầm cái mút luôn ạ. 1m8, độ cứng M nha. Cần một khúc thì nó sẽ cứng hơn cần rắc khúc nha các anh. Này, và dàn khuyên đi kèm, khuyên ba chân này. Khuyên này là khuyên Fuji sứ xám. Và ngọn cần sẽ là 3.4 ly. Ngọn 3.4 ly cho các anh. Trọng lượng 292g nha. Mã 12 giá 700. Cái này mã số 12 giá 700.000. Và tiếp theo là mã số 13. 13 là một cây cần một khúc luôn ạ. Cái này cứng cao nè. Mã 13 nha. Chiều dài của cần là 1m8 ạ. Cái này 1m8, độ cứng của nó khoảng tầm 350-400. Này, ngọn cực kỳ to luôn nha các anh. Độ cứng cái này 350-400 này. Ngọn 7.6 ly. Bát là bát hãng, bát vặn luôn. Và tay cầm ở dưới này của nó sẽ là cán gỗ. Trên này thì được bọc da nha. Bọc da nó sẽ hơi nặng một tí. Và dạng khuyên đi kèm sao khuyên Fuji lọ sứ xám ạ. Này, dạng khuyên câu biển nha các anh. Chân khuyên dạng câu biển này. Và ngọn cần là 7.6 ly. Đầu bu của nó đầu bu rồng rọc nha. Đầu bu rồng rọc, ngọn to luôn, ngọn 7.6 ly. Và trọng lượng cần sẽ là 834g.
Mã số 13 giá cái này 750.000. Còn mã 13 nha, giá 750.000. Và tiếp theo mã 14 sẽ một cây tên riêu. Tên riêu nha các anh, chiều dài 2m1, độ cứng 200. Cây này hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Một chất liệu carbon luôn, bát Fuji chữ vàng, bát vàng. Tay cầm dưới này của nó được làm nhám này. Được làm nhám nha, 2m1, độ cứng 200. Tem vẫn còn. Và khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji xứ xám, dạng khoen câu biển luôn nha các anh. Chân khoen câu biển này. Và ngọn của cái này là ngọn 4.7 ly. Đây mời các anh xem, 4.7 ly nha. Đầu bu xích này. Đầu bu xích chống xoắn luôn. Này, đầu bu to nha. Ngoại hình cần thì còn được khoảng tầm 80-85%. Tên riêu, hàng nội địa Nhật Bản. Và ngọn cần 4.7 ly. Trọng lượng sẽ là 520g, mã 14 giá 1.500.000. Cái này mã 14 giá 1.500.000 ạ. Và tiếp theo mã 15. 15 là một cây tên riêu luôn nha các anh. Cây này cũng tên riêu và chiều dài là 2m1. Độ cứng khoảng tầm 100 đến 150 nha. Cây này thì mềm hơn cây kia này. Chiều dài 2m1 luôn. Bát sẽ là bát hãng, bát vặn. Đây, cây này 2m1 và độ cứng nó khoảng tầm 100 đến 150. Khuyên đây, khuyên sẽ khuyên chân gôn này nha các anh. Và xứ bên trong là xứ đen. Mình dành khuyên chân gôn hết nha. Và đầu bu của nó cũng vậy. Đây, đầu bu gôn luôn. Xích gôn ạ. Đầu bu này là bu xích gôn nha, rất to. Và ngọn cần là ngọn 6.9 ly. Cái này cũng ngọn to, ngọn 6.9 ly ạ. Và trọng lượng là 880g. Một khúc nha các anh, 880g, mã 15 giá 1.500.000. Còn mã 15 nha, giá 1.500.000. Và tiếp theo mã 16. 16 là một cây cắm gốc nha các anh. Này có thể tháo rời nha. Bát của nó là bát hãng nha, bát vặn. Và tay cầm là cán gỗ, cán bần. Này. Chiều dài của cần là hai mét mốt ạ. Cái này 2m1 nha các anh, hàng Mỹ xuất Nhật nha, made in USA. Này, Mỹ xuất Nhật. Và dàn khuyên đi kèm của nó là khuyên rồng rọc nè. Nguyên dàn khuyên rồng rọc luôn. Chiều dài 2m1 và độ cứng của cái này khoảng tầm 350 đến 400 nha. Độ cứng cao này, chất liệu carbon. Tay cầm trên này là cán bần luôn. Này, cán gỗ bần. Và ngọn của cây này cũng khá là to nha các anh. Ngọn khá to. Ngọn cần là ngọn 7.4 ly. 7.4 ly, đầu bu rồng rọc luôn ạ. Và trọng lượng của cây này là 1,1 kg nha các anh. Trọng lượng 1,1 kg nè. Và mã số cần, mã số 16. Cây này mã 16 giá là 800.000 nha. Còn mã số 16 giá 800.000. Này, cần một khúc. Và tiếp theo mã 17. 17 là một cây cây lúc nãy là cây cắm gốc nha các anh. Còn tiếp theo mã 17 sẽ một cây cần một khúc này. Cần một khúc. Chiều dài của cây này là 2m1, độ cứng 200. Chiều dài 2m1 và cây này độ cứng 200. Này, phô carbon xoắn cho các anh này. Và nước sơn của nó màu xanh tím nha. Dàn khuyên đi kèm thì sẽ là khuyên Fuji. Này, Fuji xứ đen nha các anh. Khuyên biển luôn, khuyên rất là dày, chắc chắn. Và bát ra bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm là cái mút này. Nó còn một ít siêu trên này nha. Còn dưới này thì dính bụi bẩn thôi. Con về cứ lấy xà phòng đánh là nó sạch. 2m1, độ cứng 200. Ngọn cần 2.5 ly, trọng lượng 480g, mã 17. Giá 950.000. Cần mã số 17 nha, giá 950.000. Và cuối cùng mã số 18 là một cây cần lưu rút nha các anh. Lưu rút của Kenrap này. Và chiều dài của cây này chiều dài 3m3 và cần đi kèm tổng cộng là 3 lóng. Độ mới rất là cao, độ mới cây này trên 90%, tầm 90-95 nha. Này, khuyên đây, mở ra xem. Khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji xứ xích nè. Dàn khuyên còn sáng đẹp. Cái này như hàng nước luôn, chưa qua sử dụng nhiều nha. Cần còn rất là mới, đầu bu xích chống xoắn. Và ngọn cần sẽ là 2 ly. Ngọn 2 ly, độ cứng khoảng tầm ML. Cần lưu rút nha các anh, lưu rút của Kenrap này.
3m3, độ cứng ML, ngọn 2 ly, trọng lượng 250g. Sen chống nổ vẫn còn rất là sáng nha, còn sáng đẹp luôn. Trọng lượng là 250g. Mã số 18, giá cây này là 1.650.000. Cân mã số 18 giá 1.650, vẫn còn tem vàng đầy đủ nha các anh. Này, tem vàng cho các anh. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em ạ. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của kênh em. Chúc anh đi câu may mắn ạ.